Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình Trong video ngày hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái kèo Aerosop đến từ cái ví on Earth. Cái kèo này khá là hay, khi mà các bạn tham gia thì các bạn sẽ có cái cơ hội mà chúng là cái đồng token Chính là cái đồng là Alpha nhé, một cái đồng quay mới nhé Giá hiện tại nó là 150.420 đồng trên cái ví on Earth này nhé Các bạn có thể lên sàn Binance bạn check giá cũng được nhé Đây là cái khối lượng giao dịch trong tuần này, trong 3 tháng gần đây các bạn nhé ở trên cái giao diện ví onnet của các bạn này các bạn vào dấu cộng này các bạn ghi chữ là l nó hiện ra nhé rồi các bạn ghi xong rồi các bạn bật lên cho mình này các bạn thoát ra màn hình thì các bạn kéo lên các bạn nhìn thấy nó sẽ nằm ở ngoài ví mình này nhé nó sẽ nằm ở ví mình nhé các bạn có thể mở lên các bạn xem là cái chi tiết giá của nó cái khối lượng giao dịch trong tuần trong tháng nhé nếu như các bạn lần đầu tiên biết tới kênh mình thì bạn bấm đăng ký kênh mình nhé và bấm vào quả chuông này nhé. Các bạn chọn là nhận tất cả cái thông báo này nhé. Thì khi mình đăng tải video hay là mình cập nhật một cái kèo mà lên ấy, thì các bạn đều có chuông thông báo để bạn xem và biết được nhé. Cái video trước mình có chia sẻ cho bạn một cái app mà đào LTC miễn phí ở trên uh, điện thoại đấy. Cái app này thì uh, khi các bạn đổ min các bạn rút về nhé. Mình đã rút rồi nó về khá nhanh nhé. Và cái min nó là 1.000 cái uh, token đấy. Cứ mỗi lần các bạn rút thì nó nó cứ mặc định là 1.000 các bạn cứ được 10.000 là bạn bấm 10 lần nhé Tức là các bạn có 10.000 là các bạn bấm 10 lần và các bạn nhập cho mình cái mail trên ví Pocket Pay vào là các bạn rút về cái ví Pocket Pay nhé dùng cái mail mà các bạn đăng ký với cái ví Pocket Pay nhé ở đây thì mình có cái video hướng dẫn khá là chi tiết cho các bạn là cách đăng ký cái ví Honor này rồi. Nếu như bạn nào mà chưa có cái tài khoản ví Honor này rồi thì mình sẽ để cái đường link ở phần mô tả nhé. Thì các bạn vào các bạn xem để các bạn biết cách là đăng ký sử dụng một cái tài khoản ví Honor nhé. Và đây là một cái đợt iZop diễn ra trên cái ví Honor thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn tham gia là cái iZop này nhé. Kèo này nó cũng khá là ngon. Rồi để tham gia ở iZop này thì các bạn bấm vào cái đường link mình để phần mô tả cũng như là bình luận video nhé. Cái iZoop này nằm trên một cái chuỗi iZoop của Honor là 72 giờ và hiện tại nó còn 2 ngày 20 giờ 46 phút 50 giây nó mới kết thúc nhá. Và cái thời gian kết thúc nó sẽ vào là 10 20 giờ nhá, 20 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2022 nhá. Các bạn nhớ kỹ cho mình là còn 2 ngày nữa là kết thúc và nó kết thúc vào ngày 14 tháng 3 nhá. Cái thể lệ tham gia cái chương trình iZoop này thì các bạn cần phải có một cái tài khoản ví Honor cho người dùng cũ, còn người dùng mới thì có cơ hội trúng nhiều hơn nhá. Nếu như các bạn là người dùng mới mà chưa có cái tài khoản ví Onet này Thì các bạn đăng ký trong cái khung giờ đang diễn ra này nhé Nhớ kỹ cho mình là cái khung giờ đang diễn ra này nhé Thì các bạn sẽ có là 350 đô cái đồng là f này Tặng cho 100 người may mắn đăng ký tài khoản Onet trong cái chương trình ai giúp diễn ra Còn 150 đô thì cho là top 5 người có lượt giới thiệu nhiều nhất nhé Tức là người cũ nhé Ngoài ra các bạn là người mới bắt đầu đăng ký thì các bạn còn được nhận là 200.000 VNDC và một cái đồng token miễn phí ngẫu nhiên nhé. Và đặc biệt là các bạn đăng ký thì các bạn nhận được là 200.000 VNDC và một cái đồng token miễn phí này nhé. Các bạn đăng ký trong khung giờ nào thì các bạn vẫn nhận được là 200.000 VNDC và một cái đồng token miễn phí. Nhưng nếu mà các bạn đăng ký trong cái chương trình iZoop đang diễn ra thì các bạn được là nọt vào 100 người đăng ký là may mắn nhất được ăn chia là 350 đô nhé. Với điều kiện này các bạn phải đăng ký tài khoản và các bạn cai thành công nhé Thì mới được nhận thưởng trong cái đợt mà iZop này nhé Vẫn lưu ý cho mình là khi đăng ký xong các bạn phải thực hiện cai c nhé Thì mới được nọt vào là 100 người dùng may mắn đăng ký trong cái khung giờ diễn ra nhé Vì tổng giải thưởng nó sẽ có là 500 đô thì 350 đô chia cho 100 người dùng đăng ký này Còn lại 150 đô thì chia cho 5 người có lượng mà giới thiệu iZop nhiều nhất nhé rồi ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tham gia iZOP nhé. Sau khi mà các bạn đã có một cái tài khoản ví rồi thì các bạn tham gia iZOP bằng cách là các bạn kích vào cái đường link. Mình để phần mô tả cũng như là bình luận video nhé. Ở đây các bạn click vào là tham gia ngay nhé. Rồi ở đây nó có hai hình thức tham gia là một là các bạn dùng mail này hoặc là số điện thoại này hoặc là cái tài khoản Google thì ở đây mình dùng luôn cái tài khoản Google để mình tham gia like nhé Mình sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản Google của mình nhé Và như vậy mình dùng cái tài khoản Google mình đăng nhập nhé Xong rồi bắt đầu mình kích vào cái đầu tiên này Các bạn cần thực hiện là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái bước này để các bạn nhận thưởng nhé Thì các bạn làm theo mình từng bước một nhé Các bạn sẽ click vào bước đầu tiên là mình sẽ là like cái fanpage của Honor nhé bạn click ở đây nhé Rồi nếu như lần đầu các bạn click vào thì các bạn cần phải là đăng nhập nhé Do mình đã đăng nhập nhiều lần rồi thì mình vào thẳng luôn cái trang sự kiện On Earth này Các bạn nai like cái fanpage nhé, like rồi các bạn click vào ba chấm này nhé Các bạn click vào follow nhé, theo dõi nhé Bây giờ xong rồi mình quay về cái sự kiện iRobe nhé Rồi quay về thì các bạn nhìn thấy là mình đã tích xanh nhé Đến cái thứ hai là tham gia cộng đồng OneNerd Việt Nam nhé Các bạn click vào đây nhá. Ở đây thì các bạn click vào là tham gia ngay nhé Do của mình đã tham gia từ trước rồi Thì bây giờ mình quay về cái sự kiện Aerodrop nhé Quay về sự kiện thì của mình đã hoàn thành bước thứ hai nhé Nó khá đơn giản nhé Các bạn kích uh, click vào bước thứ ba nhé Bước thứ ba họ yêu cầu mình là tang 3 người bạn cùng với một cái thẻ là hát tang là on Earth vào cái bài viết support nhé. Mình click đây nhé. Đây chính là cái bài viết mà Erop là 72 giờ này thì các bạn sẽ comment nhé Mình sẽ hướng dẫn luôn nhé các bạn comment một cái thẻ tang là Thăng Honor và tang ba người bạn nhé Thì mình hướng dẫn cho bạn dễ làm nhé Các bạn để chữ in hoa bạn ghi là thăng này Unlert nhé các bạn cách là một cái nhé Các bạn kích là A còng này để mình tìm một người bạn Ví dụ mình tìm này một người bạn này mình cách một cái nữa nhé Mình A còng này mình tìm một bạn nữa nhá, mình cách cái nữa này, mình a còng này, mình tìm một bạn nữa nhá. Rồi đây là đủ ba bạn rồi thì mình click vào là comment nhá. Sau khi mà mình comment thành công này thì mình click vào là chia sẻ luôn nhá, chia sẻ lên cái trang cá nhân của mình với cái chế độ là công khai nhá. Mình ghi là sự kiện này. Đó các bạn ghi là sự kiện erdogu on như mình ghi này, mình kích vào là chia sẻ nhá. Rồi như vậy mình đã chia sẻ thành công thì bây giờ mình quay về cái trang sự kiện này. Quay về nó đã tích xanh rồi các bạn nhìn thấy đây nhá. Đến cái bước này là tham gia cộng đồng Honest Telegram này, các bạn click ở đây nhá. Click vào đây thì các bạn cần phải join nhá. Do của mình đã join từ trước rồi nên là mình không cần join nữa nhá. Bây giờ mình quay về cái sự kiện nhá. Rồi quay về sự kiện thì các bạn thấy là mình đã hoàn thành nhá. Đến cái bước này là mình theo dõi là tin tức của nớt nhá. Các bạn click vào đây nhá. Ở đây các bạn cũng vào các bạn follow Joy nhá. do của mình đã follow rồi, bây giờ mình quay về nhá. Rồi như vậy thì mình đã hoàn thành cái bước này. Rồi còn đến cái bước này là chia sẻ bạn bè thì các bạn click đây. Các bạn sao chép cái link nhá. Đây mình đang sao chép đây nhá, các bạn nhìn thấy nhá. Tức là các bạn sao chép cái đường liên kết này, các bạn mang đi mời bạn bè nhá. Và còn cái bước cuối cùng để mà nhận thưởng Aerosop là các bạn cần phải điền cho mình cái thông tin nhận thưởng ở đây. Thứ nhất là cái mail mà các bạn sử dụng ví Onnerd hay là số điện thoại mà các bạn đăng ký ví Onnerd. Ba nữa là cái ID nhé. Cái ID chính là cái mã giới thiệu của các bạn ở trên ví Onnerd nhé. Thì mình thì mình dùng cái ID vào đây nhé. Còn các bạn có thể là ghi mail này hay là số điện thoại đều được hết nhé. Rồi của mình thì mình sẽ pass cái ID vào đây nhé. Đây là cái ID mình mình pass đây nhé. Rồi các bạn click vào là tham gia ngay nhé Cái chỗ tham gia màu xanh mà nó hiện lên này nhé Các bạn click ở đây cho mình nhé Rồi như vậy thì mình đã tham gia thành công nhé Các bạn cứ làm đúng như mình hướng dẫn là được nhé và như vậy mình đã chia sẻ cho các bạn một cái sự kiện Aerosop của Anert thì mình hướng dẫn khá là chi tiết thì các bạn xem hết các bạn hiểu được nhá. Còn bây giờ mình quay thường cho các bạn ở cái video trước nhé. Cái video mình mới đăng đây là khai thác cái đồng là Nightcoin LTC đấy thì app này khá là uy tín cũng như là rút tiền về khá nhanh. Nếu như bạn nào mà chưa xem thì các bạn xem để các bạn biết cách đăng ký cũng như là khai thác được cái đồng Nightcoin hoàn toàn miễn phí nhé. Còn bây giờ mình quay thưởng cho bạn ở cái video trước nhé. Rồi chúc mừng bạn đầu tiên bạn uh, Music Gaming nhé, chúc mừng bạn nhé. Mình quay bạn thứ hai nhé. Bạn Music Gaming ngày trước chúng một lần rồi thì phải này, mình nhớ uh, mang máng là bạn này chúng một lần rồi. Chúc mừng bạn nhé. Rồi bạn thứ hai là bạn uh, Thanh Nam Vinok nhé, chúc mừng bạn nhé thì hai bạn liên hệ mình qua Zalo để phần mô tả cũng như là bình luận video để bạn nhận thưởng nhé. Và các bạn cứ comment bên dưới cái video mình đang phát thì cái video sau mình sẽ quay thưởng trên cái video mình đang phát cho các bạn nhé. Còn video mình xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.